Thầy xin chào tất cả các bạn và các em. Thầy chúc các em có một ngày mới luôn vui vẻ và học tập hiệu quả các em nhé. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy làm một cái đề, đó là đề kiểm tra cuối chương hàm số và ứng dụng của đạo hàm, chương 1 trong giải tích lớp 12. Các em thân mến, hàm số được coi là một trong những cái phần có rất nhiều các cái kiến thức, có một cái khối lượng kiến thức đặc biệt là quan trọng đó, và các cái dạng bài chúng ta cũng có thể thấy là rất là đa dạng, đúng không? Chúng ta đã học phần này rất là kỹ rồi và làm bài tập rất là nhiều, và các em cũng đều biết là cái phần này thì số lượng câu hỏi có trong đề thi, không chỉ thi học kỳ, thi đại học thì đều chiếm một cái số lượng rất là lớn. Nếu như xét 50 câu trắc nghiệm chẳng hạn thì nó đã chiếm khoảng ít nhất là từ 12 đến 13 câu rồi đó, còn các phần khác thì có thể nó chỉ còn có bằng một nửa hoặc là ít hơn thôi đó. Chính vì vậy phần này nó cũng có nhiều phần, nhiều câu để cho các em có thể ăn được điểm, đúng không nhỉ? Có nhiều câu để gỡ điểm để mục đích tốt nghiệp đấy đó, và đồng thời cũng tập trung rất nhiều các câu có cái mức độ phân loại vận dụng cao để cho các em có thể đạt được điểm cao 8, 9, 10 đó. Phần này phải nắm được các cái bản chất sâu sắc thì mới có thể giải quyết được các câu khó, và trong quá trình làm thì các em phải làm đề, các em phải học đến đâu, các em phải hiểu, em phải nhớ đến đấy, và em phải luyện tập chăm chỉ làm đề nhiều để có cái kinh nghiệm, có cái cọ sát thì về sau các em mới quen được. Và cũng phải nhận thấy một điều rằng các câu hỏi trong phần này thì mỗi năm có khi người ta lại thay đổi khác đi một chút đó, không dự đoán được trước đâu. Thế nên là làm nhiều cũng là để lấy kinh nghiệm và tư duy đấy, có thể nói là như vậy đó. Và hôm nay thầy cũng sẽ giúp cho chúng ta chữa đề. Trong đề này thầy sẽ đưa ra 35 câu hỏi trắc nghiệm. Các em cố gắng tập tự làm trước khi nghe thầy giải chi tiết các em nhé. Đó, những câu nào mà mức độ nhận biết, thông hiểu hoặc là vận dụng thấp, các em cố gắng làm sao mệnh lệnh đặt ra là phải làm đơn giản, nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng mà phải chính xác, không được phép làm sai. Các em đều biết các câu đều có mức độ điểm ngang nhau, bây giờ mà làm sai hết những câu dễ thì thôi rồi, thì những câu khó thì coi chừng chưa biết có làm được không, nhưng mà như thế là không đạt được mục tiêu đó. Còn những câu khó thì phải luôn luôn phân tích, suy nghĩ, hướng đi, nghĩ phương pháp để giải đó, phải làm nhiều thì mới có cái kinh nghiệm đó được. Các em nhớ chưa? Đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của đề ngày hôm nay. Thầy tin tưởng rằng với cái việc học tốt kiến thức của các em rồi thì chắc chắn các câu hỏi này các em sẽ làm được thôi. Bây giờ chúng ta đến với nội dung các câu ngày hôm nay các em nhé. Các bạn và các em thân mến, thế thì theo như mà các em đã biết ấy, thì cái nội dung hàm số của chúng ta có khá nhiều kiến thức, đúng không? Rất là đa dạng bài, từ kiến thức cho đến các dạng bài tập, thậm chí còn đa dạng câu hỏi nữa đó. Không chỉ nó có nhiều các câu hỏi để cho các em có thể ăn điểm được ở mức độ thi tốt nghiệp, mà cũng sẽ có nhiều câu ở mức độ vận dụng cao để phân loại. Đó, có thể thấy nó đã thể hiện rất là rõ thông qua các cái đề thi gần đây nhất của Bộ Giáo dục. Em hiểu không nhỉ? Đó. Thế thì để giải quyết được những cái câu hỏi mà ở mức độ nâng cao thì bắt buộc là các em phải chăm chỉ làm bài, cọ sát nhiều thôi, tự tìm tòi mày mò ra đó, và phải làm thật là nhiều thì mới có thể có kinh nghiệm được đó, chứ cái này không thể dự đoán được trước đâu. Cho dù chúng ta có ôn nhiều đến mấy đi chăng nữa, nhưng đứng trước một cái bài toán khó kiểu gì chúng ta cũng vẫn sẽ phải tập trung các cái kiến thức, kỹ năng một cách nhanh nhạy nhất. Thế thì mệnh lệnh đặt ra cho các em là đối với những câu hỏi mà ở mức độ nhận biết thông hiểu hoặc là vận dụng ở một mức độ chưa quá khó thì các em cần phải làm thật là nhanh chóng và chính xác. Các em nhớ chưa? Đó, cũng không được để bị lừa ở những câu đó, vì nếu những câu đó mà làm sai thì sẽ không còn cái gì để ăn điểm nữa. Có hiểu ý không? Đó. Còn các cái câu vận dụng cao thì nói chung là nó cũng chiếm có một vài câu thôi. Đó, nhưng nếu mình mà làm được thì tất nhiên là điểm số của mình nó cao hơn rồi. Đó. Nhưng mà phải nhớ một điều là các câu hỏi thì đều có cái giá trị là ngang nhau. Hiểu ý của thầy không nhỉ? Đó, nên chúng ta làm thế nào là cẩn thận chắc chắn nhất là ok. Được không? Rồi, thế thầy dặn dò như vậy để trong mỗi một lần làm đề thì các em đều nên chịu khó, vừa cẩn thận và vừa nghiêm túc làm bài, thế là tốt nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu 1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây là có dạng như ở đường cong hình vẽ bên? Đó, em quan sát nhé. Chúng ta có 4 phương án ở đây nhỉ, thì chúng ta phân tích một chút thôi là chúng ta sẽ ra đáp án thôi. Những câu này chúng ta sẽ làm thật là nhanh, băng băng đi qua luôn, vì các kiến thức đã học rất là kỹ rồi, đúng không nhỉ? Thế ở đây chúng ta nhận ra ngay, đây là đường cong bậc mấy? Đường cong hàm bậc 3. Trong chương trình học của mình đây là một cái đường cong rất là quen thuộc, đúng không? Có đại có tiểu, đúng không? Như vậy đường cong bậc 3. Chúng ta nhìn thấy cái nhánh cuối cùng chưa? Đi xuống, đúng không? Cái này gọi là hạ thổ nhỉ, độn thổ đấy, kiểu như thế đấy, đúng không? Như vậy bài này nhìn viết ngay dấu hệ số A là âm. Bởi vậy chúng ta có thể tự tin là bài này nếu mà loại trừ là em ra B ngay. Rồi, như vậy chúng ta chốt luôn. Từ hình vẽ bên ta nhận ra đây phải là đường cong đa thức bậc 3. Ta loại bỏ A, bỏ D đi. Ta chỉ còn có B và C. Dĩ nhiên ta thấy ngay giới hạn của hàm số khi tiến về. Người ta nhìn cái nhánh cuối cùng này bản chất là người ta đi nhìn cái giới hạn của hàm số tại dương vô cực. Tại dương vô cực thì cái chỗ này nó đâm xuống đất này. Như vậy là nhìn nó biết ngay là giới hạn này nó tiến về âm vô cực. Nên nó quyết định rất là nhiều bởi cái dấu của cái hệ số A chỗ này. Đúng như vậy không? Đó, dấu vậy hệ số A chỗ này. Chính vì thế mà chúng ta chỉ có đáp án B. Đó, khẳng định như vậy. Cái này chúng ta quen rồi, các em sẽ làm rất là nhanh. Ok không? Như vậy là câu hỏi thứ nhất là thành công ở đây. Chúng ta tiếp tục đến với câu 2. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như ở trên bảng, được không nhỉ? Rồi, hàm số đã cho là đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Một câu hỏi cũng rất là quen thuộc với các em. Nào, chúng ta nhìn các khoảng nào mà f' phẩy mang dấu dương, đúng nhỉ? Hay đồ thị hàm số đi lên từ trái qua phải. Các em thấy ngay đáp án cần chọn của mình. Đó là chúng ta chỉ có trừ 2 đến 0 hoặc là 2 đến dương vô cùng thôi. Người ta không nhất thiết phải kể đủ tất đâu nhé. Nhiều khi người ta chỉ kể một khoảng nào đó thôi. Thậm chí người ta còn kể một cái khoảng con ở trong đó thôi, nó cũng đúng ấy. Đó, như vậy bài này dễ dàng ta chọn được đáp án. Đó là đáp án gì? Đáp án C. Đó là âm 2 đến 0. Các em rõ chưa? Câu 2 như vậy là xong các em nhé. Chúng ta cùng đọc tiếp câu 3. Hàm số f(x) có bảng biến thiên như ở đây. Hàm số này đạt cực đại tại điểm nào? Rất là quen rồi đúng không? Điểm là x, còn giá trị là y. Bây giờ cực đại thì phải lồi lên đúng không? Vòng lên. Thế thì chúng ta đọc chỗ này. Nhìn là biết ngay điểm cực đại của em chính là x bằng 3. Còn giá trị cực đại thì mới là 2. Các em lưu ý. Như vậy chúng ta chọn cho thầy đáp án. Đó là đáp án C. Là chúng ta kết thúc xong câu 3 rất là nhanh. Nhưng câu này thì nhìn nhanh nó chỉ khoảng vài giây thôi. Ok. Chúng ta đọc tiếp câu hỏi số 4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) bằng x mũ 3 trừ đi 3x cộng 2 trên đoạn trừ 3 đến 3 bằng bao nhiêu? Rồi, câu này do người ta cho em một cái đoạn nói chung là nó cũng tương đối là hẹp thôi, chứ nó cũng không rộng lắm, đúng không? Thông thường là nếu mà cứ tính khoảng từ chục đơn vị rồi đi thì chúng ta mới thấy bắt đầu là rộng. Đó, thì các cái số đó về sau có thể là nó sẽ khá là to. Còn bình thường đối với các khoảng hẹp như thế này thì bạn có thể giải tay hoặc là bấm máy tính chức năng table đều được. Các em xem kỹ lại chỗ này nhé. Chúng ta cho start, nhập hàm vào, cho start trừ 3 n3, step các em lấy sau trừ trước, chia hẳn cho 29. Hoặc là máy nào mà cao hơn một chút em có thể chia được hẳn cho 44. Các em đọc càng chính xác càng tốt cho thầy. Bài này các em có thể tự lấy máy tính bấm. Bây giờ thầy giải lại bằng đạo hàm để cho chắc chắn. Các em lấy f'. Cái hàm số này thì do là xác định trên R nên đảm bảo là trên đoạn trừ 3 đến 3 là nó liên tục, nên chắc chắn tồn tại mắc min các em nhé. Nếu mà không liên tục thì chưa chắc đã có đâu, để ý. Đó. Với f' của em bằng 3x bình trừ 3 Thí nghiệm của F' em sẽ có cộng trừ 1 thì nó đều nằm ở trong cái đoạn này. Các em tính 4 giá trị. Các em có thể sử dụng phím can đúng không? CALC thay số 4 lần vào đây một cái là ra kết quả luôn. Thế tại trừ 3 các em có âm 16, tại trừ 1 các em được 4. Tại 1 thì các em được 0 và tại 3 các em được 20. Nhìn vào đây các em thấy ngay giá trị nhỏ nhất trong này. Min của Fx trên đoạn trừ 3 đến 3 chính là trừ 16. Đó, bởi vậy các em khoanh cho thầy đáp án đó là đáp án D là xong câu này. Đó, các em lưu ý nhé. Đó. Để cái step làm thế nào càng nhỏ càng tốt thì tính càng chính xác. Cẩn thận, có nhiều câu nhỡ về sau người ta cho rộng hơn, các đáp án nhỡ nó xấp xỉ nhau ấy, phải lưu ý. Chọn cho đáp án nào thật đúng gần nhất với kết quả. Các em nhớ chưa? Như vậy câu 4 là xong. Bây giờ chúng ta đọc tiếp câu 5. Cho hàm số f(x) của đạo hàm f' bằng x xì nhân với x trừ 2 tất cả bình với mọi x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng bao nhiêu? Rồi, đây cũng là những cái câu rất là quen thuộc mà các em gặp nhiều trong quá trình làm bài, cũng như là về sau thì làm đề thi nhiều em cũng sẽ thấy. Đó, thì ở đây người ta cho biểu thức f', tức là đạo hàm rồi. Các em để ý cho thầy đếm các cái số nghiệm bội lẻ thôi là được. Nghiệm bội lẻ thì là số điểm cực trị mà. Thì qua đó nó sẽ đổi dấu. Ở đây chúng ta có một nghiệm x bằng 0, một nghiệm x bằng 2. 2 chúng ta loại đi, vì đây là nghiệm kép. Như vậy chúng ta chỉ còn có một thôi, khoanh nhanh ta chọn luôn đáp án đó, đáp án B. Còn nếu mà đề hỏi rõ chúng ta cực gì thì chúng ta sẽ phải xét dấu ra. Nhưng mà khi xét dấu thì thầy cũng dặn các em nhiều rồi. Khi xét dấu nhá thì mấy cái nghiệm bội chẵn em bỏ hết đi. Em chỉ cần để ý cho thầy em chép nghiệm bội lẻ vào đây thôi. Ví dụ đây là 0 nhé. Thế thì nhân dấu hệ số A lại, chỗ này là 1x là dương, chỗ này là 1x bình, nó dương. Như vậy đây dương, đây âm. Thế nhìn là chúng ta biết ngay là cái 0 này là điểm cực gì, điểm cực tiểu. Đó, còn nếu mà trình bày cẩn thận các em sẽ làm như thế này. Đó là chúng ta sẽ giải nghiệm từ từ ra. Đó, đó là 0,2. Ok. Sau đó chúng ta kẻ bạc. Thì đây là nếu mà chúng ta kẻ đầy đủ nhé. Kẻ đầy đủ chúng ta sẽ làm thế này. Còn thầy thì thầy không cần đâu. Tại vì nếu mà làm nhanh rồi làm thế này cho nó ngắn. Thì đằng nào qua 2 nó cũng không đổi dấu mà. Đúng không? Đấy, chúng ta có ngay x bằng 0 là điểm cực tiểu. Đấy. Tức là bài này có một điểm cực trị. Ta chọn B. Thế là xong câu này. Các em nhé. Câu hỏi số 6 của chúng ta như sau. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như ở trên. Số nghiệm của phương trình 3f(x-5) là bao nhiêu? Rồi, một câu hỏi về tương giao đúng không? Sử dụng bảng biến thiên. Nhìn vào đây chúng ta tư duy nhanh là fx của em rút ra. Bao giờ thế nhá, chúng ta rút ra. Để một bên fx, còn bên kia ta để hằng số. Hoặc là nếu mà có mờ miếc gì đó ta cô lập hết sang bên phải là được. Thế thì f(x) của em bằng 5/3. 5/3 thì chưa đến 6/3, tức là chưa đến 2. Chưa đến 2 thì ta chắc chắn là dưới 2 rồi. Ta lấy thước kẻ cắt vào đây một cái là em biết ngay là có 4 nghiệm, 4 giao điểm đúng không? Đó, bài này nhìn là biết là chọn C. Cũng khá là nhanh thôi. Rồi, chúng ta ghi. Với f(x) bằng 5/3 thì chúng ta cắt ở đây này. Đó, các em lưu ý. Có một số bài nhé, bảng biến thiên thầy cũng đã dặn dò nếu các giá trị người ta viết nó lại cứ ngang ngang nhau quá ấy, thì em có thể vẽ phác nhanh ra ngoài giấy nháp để cho cái chỗ nào cao cao hẳn, thấp thấp hẳn. Đó, như vậy cho nó chính xác. Ở đây ta thấy ngay bài toán đơn giản đúng không? Đường thẳng y bằng 5/3 cắt đồ thị. Đường thẳng nằm ngang này, cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt. Nên chắc chắn phương trình có 4 nghiệm phân biệt. Đấy, bài chọn C là xong. Đi qua rất là nhanh. Chúng ta cùng đọc tiếp câu hỏi số 7. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như ở đây. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho. Rồi, những câu hỏi này em phải tập quan sát cho nó khéo các em nhé. Đầu tiên chúng ta để ý cho thầy cái tiệm cận ngang trước đi. Tiệm cận ngang chúng ta đọc giới hạn của hàm số tại vô cực. Chỗ này chúng ta đọc được một cái là y bằng 0. Còn chỗ này thì thôi nhỉ, chỗ này không có. Như vậy là có một ngang rồi. Thế còn đứng đâu rồi? Đứng chúng ta sẽ phải đọc tại các cái điểm mà tại đó hàm số nó không xác định. Chúng ta có một điểm là 0. Cái này 1 thì không phải đâu nhé. Cái này 1 này điểm cực tiểu chả liên quan đâu nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy có 0 thôi. Nhưng mà có hai sổ thôi thì đấy mới chỉ là điều kiện đầu tiên thôi. Điều kiện quan trọng đó là ít nhất một trong hai bên trái phải của nó phải có giới hạn tiến về vô cực. Ở đây chúng ta quan sát giới hạn bên trái số 0 là đã tiến về âm vô cực, như vậy thỏa mãn. Chỉ cần một trong hai bên giới hạn trái phải tiến về vô cực là được. Còn bên này 2 nó là cái gì thì kệ nhé. 2 chỉ là giới hạn phải thôi. Nhiều bạn bảo thưa thầy 2 là tiệm cận gì, chả phải tiệm cận gì. Đó, lưu ý nhé. Thế nên học rồi đấy, chúng ta sẽ chỉ có một ngang, một đứng vậy này thôi. Các em chọn cho thầy là C là ok. Các em hiểu không? Đó, rất là nhanh. Đã ghi. Giới hạn của hàm số này tại âm vô cực thì bằng 0, y bằng 0 là tiệm cận ngang, chốt. Còn giới hạn khác thì không, dương vô cùng thì thôi, không có được, đúng không? Tiếp, giới hạn bên trái 0 tức là không trừ, giới hạn này tiến về âm vô cùng nên x bằng 0 cũng là tiệm cận đứng. Vậy bài này có hai tiệm cận bản chất trong trường hợp này chính là hai trục tọa độ, đúng không? Chọn C như vậy là ok. Bây giờ chúng ta đến tiếp với câu số 8, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng 5x cộng 1 trên x trừ 1 là một câu khá là quen. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, nhẩm nhanh các em có y bằng a trên c, các em có 5 trên 1 bằng 5. Y bằng nhé, không phải x, cẩn thận lưu ý. Như vậy chúng ta có 5 là chọn đáp án D luôn, đúng không? Đó, tiệm cận ngang y bằng a trên c, ta chọn đáp án D. Như vậy câu 8 là xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu 9 các em nhé. Câu hỏi số 9 có nội dung như sau. Cho hàm số bậc 3 y bằng f(x) có đồ thị như ở đường cong hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình trị tuyệt đối f(x) bằng 1 là bao nhiêu? Rồi, với cái dạng mà có trị tuyệt đối ở ngoài chúng ta thấy khá quen rồi. Chúng ta có những hai cách giải cơ. Một là các em có thể biến đổi đồ thị từ f(x) chuyển sang trị tuyệt đối f(x) bằng cách các em giữ nguyên phần đồ thị nằm phía bên trên trục hoành, xóa bỏ phần dưới, đúng không? Và lấy đối xứng cái phần dưới này từ dưới lên trên. Đó, các em có thể làm theo kiểu đó cũng được, lấy đối xứng từ dưới lên trên, được không nhỉ? Sau đó các em cắt một phát sử dụng đường thẳng y bằng 1, cắt một phát thì chúng ta có thể có kết quả ngay, được không? Đó, đấy là một cách. Cách thứ hai, các em sử dụng phương pháp chia hai trường hợp, đúng không? Chia trường hợp f(x) bằng cộng trừ 1 thì nó cũng sẽ ra khá là nhanh. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy dễ chia trường hợp, ta chia luôn nhé, đỡ cần phải vẽ đồ thị. Còn vẽ đồ thị thì trường hợp khác chúng ta có thể làm cũng được. Đó. Thế bây giờ chúng ta để ý như sau. Nào, với phương trình này chúng ta có hai trường hợp f(x) bằng 1 hoặc f(x) bằng âm 1, đúng không? Thì trường hợp đầu tiên chúng ta vẽ đường thẳng y bằng 1. Đây, thế đây là 1 đây, cắt vào đây, em thấy ngay có gì nhỉ? 3 nghiệm, có 3 giao điểm phân biệt mà, nên có 3 nghiệm. Còn âm 1 đâu? Âm 1 ở đây này. Đó, âm 1 ở đây này, chúng ta nhìn thấy rõ chưa nhỉ? Chúng ta tìm vị trí y ấy. Đó, chúng ta thấy ngay chỗ này chỉ có 2 thôi. Chỗ tiếp xúc này cũng chỉ tính là 1 thôi các em nhé. Và em thấy các nghiệm này nó khác nhau hoàn toàn chưa? Các nghiệm đều phân biệt hết rồi này, nhìn thấy nó biết ngay. Đó, bởi vậy chúng ta có cả thẻ. Phương trình 1 có 3 nghiệm, phương trình 2 có 2 nghiệm, tổng cả thẻ là có 5 nghiệm. Ta sẽ chọn đáp án D em nhé, đó đáp án D. Thì nếu bạn nào mà sử dụng biến đổi đồ thị, đó, nếu bạn nào mà dùng biến đổi đồ thị, em có thể đưa cái này lên đây như thế này, đấy, đúng không? Và cái này tí nữa bỏ cái phần này đi, đấy, bỏ phần này đi cũng được, chỗ học rồi đấy, kéo cái này lên, đấy. Thì em dùng đường thẳng y bằng gì nhỉ? 1, y bằng 1 nó cắt vào đây. Thế em nhớ là đếm kiểu gì thì đếm nhá. Đó, đếm kiểu gì, đếm chỗ này 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Thì nó chỉ 5 thôi. Đó, để ý cho thầy vị trí chỗ này nhá. Thế là xong, được không nhỉ? Đấy, chỗ này người ta cho thêm số 1 vào cho nó rõ luôn vậy. Đằng nào đó bằng nhau. Rồi, như vậy câu số 9 này là xong các em nhé. Chúng ta cùng tiếp tục đọc câu hỏi số 10. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như ở đây. Hàm số y bằng trị tuyệt đối f(x) có mấy điểm cực trị? Rồi, các em thân mến, cái việc biến đổi đồ thị này có rất nhiều tác dụng. Đó, không chỉ là trong cái bài toán đơn điệu này, tương giao tìm số nghiệm này, mà đặc biệt là cái số cực trị của cái trị đối này thì người ta cũng thường xuyên hỏi. Thì chúng ta có những hai cách giải. Cách thứ nhất là các em sử dụng biến đổi đồ thị. Nếu các em sử dụng biến đổi đồ thị thì các em có thể vẽ cho thầy trực tiếp vào đây cũng được. Nhưng mà do ở đây người ta vẽ nó hơi ngang ngang bằng nhau, có khi là thầy sẽ vẽ ra ngoài. Có hiểu không nhỉ? Thầy có thể là thầy sẽ vẽ ra ngoài. Đây thì nói chung là kiểu dạng như là đường cong. Nếu trong chương trình học của mình thì đây là kiểu đường cong bậc 4 trùng phương. Đây là 1 này, đây là 4 này, đối xứng đúng không? Qua trục tung. Chỗ này thầy kéo dài hơn nữa ra, tại vì nhìn ở đây nó hơi khó. Thế bây giờ chúng ta sẽ giả sử là cái... Thế thì em biết ngay là cái trục OX của em nó nằm ở đây, đúng không nhỉ? Đây, trục OX của em nằm ở đây, dưới 1 mà, y bằng 0 ấy. Thế bây giờ theo phương pháp thì chúng ta giữ nguyên phần phía trên trục hoành, ta xóa bỏ phần phía dưới và lấy đối xứng từ dưới lên trên. Ta có hiểu không nhỉ? Đó, cái này học rồi đấy, ôn lại thôi cho nhớ. Đó, thì chúng ta sẽ như thế này. Đấy, như thế này đúng không? Đó, các em kéo lên. Cái này kéo dài ra nhé. Và bây giờ em đếm hộ thầy bằng tay cũng được. Đây này, vậy chúng ta sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, phương pháp đếm vẽ bằng tay thôi cũng ra kết quả hết rồi. Chúng ta ghi cách 1 biến đổi đồ thị từ không có trị đối sang trị đối thì có 5 điểm cực trị. Rất là nhanh, chọn đáp án D. Còn cách thứ hai, các em có thể sử dụng phương pháp đó là chúng ta có như thế này. Chúng ta đếm nhanh bằng công thức là chúng ta có số điểm cực trị của hàm trị đối thì luôn luôn bằng m cộng n. Trong đó m của em ấy thì là gì nhỉ? M của em ấy thì chính là số điểm cực trị của hàm fx ban đầu. Đó, còn n là số giao điểm của f fx này với trục hoành. Đó, hay bản chất là em đi giải hai phương trình. Đó là tổng số nghiệm của phương trình f' bằng 0 và phương trình f'x bằng 0. Nhưng các em lưu ý là chúng ta không tính những cái nghiệm bội chẵn các em nhé. Bỏ đi những cái nghiệm bội chẵn cho thầy. Các em nhớ để ý, bỏ đi những cái nghiệm bội chẵn cho thầy. Đó. Như vậy cứ nói là số điểm cực trị cho nó chắc, tại vì nếu mà nói là số nghiệm thì thực ra có một số nghiệm nó cũng chả phải đâu. Thôi, nghiệm nào nghiệm bội chẵn thì bỏ. Như vậy ban đầu là hàm số này có 3 điểm cực trị, như vậy là m bằng 3. Đúng không? Đây này, 1 2 3 m bằng 3. Rồi, thế bây giờ tìm nốt giao cắt với trục hoành. Fx bằng 0 chính là giao cắt với trục hoành thôi. Chúng ta thấy ngay nó nằm ở dưới 1 đây này. Như vậy chúng ta có thêm 2 cái chỗ điểm nữa đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có 3 cộng 2 bằng 5. Cái này chúng ta cũng có khi là học rồi đấy. Ta để ý cho thầy nhé. Đây là một số cái tính chất cực trị của trị đối đã học rồi đấy. Đó, nhìn vào đây ta thấy ngay điều này thôi. Đó, 3 cái điểm cực trị này em thấy nó giữ nguyên này. Nó cộng thêm 2 cái này khi cắt trục hoành nó kéo lên nhìn là thấy đúng rồi, đúng không? Đó, các em lưu ý nhé. Các cái nghiệm nào nghiệm bội chẵn thì các em sẽ bỏ cho thầy. Các em nhớ chưa? Rồi, như vậy là câu này chúng ta chốt đáp án D, 5 điểm cực trị là xong các em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu hỏi số 11. Cho hàm số f'x có bảng biến thiên như ở đây, giá trị cực tiểu của hàm số f'x cộng 1 bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ em để ý. Bài này thì cũng là một cái kiểu dạng người ta gọi là biến đổi đồ thị đúng không? Nếu bây giờ trong này đầu tiên ban đầu người ta cho là f'x đúng không? Nếu về sau chỗ này là x cộng thêm 1 thì có nghĩa bây giờ chúng ta sẽ tịnh tiến đồ thị này sang trái hay sang phải. Đó, các em lưu ý là nếu mà tịnh tiến, nếu mà x người ta cộng trừ thêm một cái lượng nào đó là a với số a là dương thì các em để ý cho thầy. Bây giờ mình lại tịnh tiến đồ thị này sang bên trái. Nhớ chưa? Đẩy cái đồ thị này tịnh tiến sang bên trái một đơn vị cho thầy. Các em nhớ chưa? Thế thì em phát hiện ra một điều nhé. Cho dù trái hay phải gì chăng nữa thì bây giờ em cứ coi như là cả cái phần đường cong đồ thị này là nó bây giờ đang cố định đi. Mới đầu đang cố định, nó là một cái đường nào đó cứng đơ đi. Bây giờ mình cứ cầm cái này, mình dịch chuyển sang ngang đúng không? Sang trái. Thế thì em hãy phát hiện ra một điều đó là y tiểu y đại của em nó chả thay đổi gì. Có sang trái hay sang phải gì chăng nữa thì nó cũng thế thôi. Dịch chuyển sang ngang mà. Hiểu ý không? Như vậy y đại y tiểu của em nó chả thay đổi gì đâu. Câu này là nhằm mục đích để xem các em có chắc chắn kiến thức không. Bởi thế mà em cần phải chọn đáp án bài này. Y cực tiểu của em vẫn bằng -3. Chọn A. Nhiều bạn lại chọn sang -2, cứ nghĩ cộng thêm 1 vào hoặc là -4 gì nó cũng chả phải đâu. Coi chừng nhá, được chưa? Dễ sai đấy. Em rõ chưa? Lưu ý cho thầy. Cái này thì nó cũng không khó lắm, không khó. Ngoài ra nếu như mà chỗ này không phải là f cộng trừ một lượng nào đó mà là có thể là cả cái hàm f'x này cộng trừ thêm một lượng nào đó thì lúc đó em sẽ cộng thì dịch chuyển lên trên, còn trừ thì dịch chuyển xuống dưới, tức là kéo lên theo cái phương OY. Thì trong trường hợp đó thì y đại y tiểu nó có thể thay đổi, nó sẽ cộng hoặc trừ một lượng tương ứng thì nó đúng là như thế. Còn trong trường hợp dịch chuyển sang ngang ấy, thì y đại y tiểu không thay đổi gì. Người ta phát hiện ra chứ. Với cái tính bậc nhất này là nó kiểu như là bất biến dạng ấy, đúng không? Đó, rồi. Như vậy câu số 11 là xong các em nhé. Chúng ta đọc tiếp câu 12, một câu nhận biết đồ thị tiếp theo. Đồ thị này là của hàm số nào? Bây giờ em để ý, với cái kiểu đường cong này ta biết ngay đây đường cong bậc 4 trùng phương có 3 điểm cực trị. Bài này đi xuống đúng không? Cái dấu hệ số A phải là âm. Bởi thế em sẽ loại trừ nhanh chóng và em có được ngay đáp án phải là đáp án A. Đúng không? Đây bậc 4 trùng phương rồi. Lại có nhánh cuối cùng đi xuống nên đáp án phải là A. Trong trường hợp nếu như cả hai người mà người ta cùng hai đáp án mà cho hệ số A âm thì em có thể để ý vào cái dấu hiệu 3 điểm cực trị thì hệ số A, hệ số B của em nhân lại là trái dấu. Ở đây thì nó đều trái dấu hết thật, đúng không? Đó. Nên các em đạo hàm trong trường hợp này thì nó không có tác dụng gì lắm. Đó, các em tốt nhất là dựa vào dấu hiệu tích dấu AB ấy là tốt nhất. Như vậy là xong câu số 12. Các em hiểu chưa nhỉ? Cũng rất là nhanh. Ta đến tiếp với câu 13. Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx bằng x mũ 3 trừ 21x trên đoạn từ 2 đến 19. Câu này các em phải lưu ý về cái đoạn này người ta cho khá rộng. Nên khi bấm máy tính các em làm sao cho step nhỏ nhất có thể. Cẩn thận, 4 đáp án này chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm rồi. Nó khá là gần nhau. Đó, em có thể để ý thấy nhé. Nó cứ sát nhau nhé. 34, âm 34 rồi. Âm 35, âm 36, âm 37. Nó rất là sát nhau. Đó, mọi người lưu ý chỗ này. Không phải lúc nào kết quả nó cũng nguyên đẹp đâu. Có đầy trường hợp nó là căn đấy. Cái bài này chúng ta thử tính đạo hàm mà xem. Em mới thấy nó khá là hay. Thứ nhất, D bằng R. Hàm số này liên tục trên đoạn từ 2 đến 19. Khi đạo hàm mà các em có 3x bình trừ 21 nên x bình bằng 7. Chỗ này chúng ta có cộng trừ căn 7. Âm căn 7 thì loại ra khỏi vòng gửi xe rồi. Đây, chỉ còn có căn 7 thôi, trong này thôi. Chúng ta tính toán thì tại 2 các em được âm 34. Tại 19 các em được 64, 60. Còn tại căn 7 các em được âm 14, căn 7. Rõ ràng cái ông này còn nhỏ hơn cơ. Ông này còn nhỏ hơn cơ. Tận những, em để ý xem có phải tận âm những 37 không? Hơn cả âm 37 ấy chứ. Như vậy min của chúng ta phải là âm 14 căn 7. Các em lưu ý chọn cho thầy đáp án B. Cẩn thận, thầy cũng đã dặn dò có nhiều trường hợp đáp số rất là sát nhau. Khi bấm ta phải lưu ý nhé. Đó. Kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng không được để bị lừa mấy câu này, không là phí. Như vậy câu 13 là kết thúc các em nhé.